Xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh Anh Minh Audio. Cuối tập trước, khi cảm nhận được từng luồng khí tức mạnh mẽ ngang dọc khắp thiên địa, làm trong lòng từng từng không khỏi giật thót. Còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì đúng lúc này, thanh âm của U Minh Đại Đế liền vang lên nói: Từng Trần Tiểu Tử, đừng lo lắng, bọn chúng không phát hiện ra chúng ta được đâu. Đó chỉ là khí tức của một số hư ảnh Đại Đế truyền qua mà thôi. Những khí tức hình chiếu này chỉ có thể truyền tin tức, nhìn trộn cảnh tượng thôi. Thật sự nghĩ rằng lực lượng của những kẻ đó có thể truyền xa qua nhiều cương vực như vậy sao? Vẻ mặt U Minh Đại Đế ngạo nghễ, với thực lực hiện tại của ngươi chỉ cần không gặp phải bản thể của những đại đế này thì chỉ cần lo lắng về thập điện diêm đế và ngũ nhạc minh đế là được trong lúc tần trần và u minh đại đế nói chuyện với nhau trong thế giới hỗn độn mà tổ trong cơ thể ma lệ kinh hải kêu lên mẹ nó ma lệ ngươi mau nhìn lẽ nào đây là chỗ dựa vững chắc của tên tần ma đồ kia một trong tứ cực đại đế của minh giới sao la hầu ma tổ tấm tắc nói giọng đầy sợ hãi thán phục một trong tứ cực đại đế của minh giới khó trách từng trần có thể có thủ đoạn và thực lực như vậy tiểu tử ngươi sao có thể so với người khác được cường giả bực này sợ là một ngón tay cũng có thể bóp chết ngươi mà lệ sắc mặt khó coi hư lạnh dựa vào ngoại lực có gì đặc biệt chưa kịp nói hết câu la hầu ma tổ lại kêu lên quái dị ta đờ mờ ma lệ ngươi nhìn lại xem 760 viên tinh thạch hình thoi trên đỉnh đầu chúng ta là cái gì không gian chi lực thật kinh khủng ông trời ơi trên đời này lại có không gian lực kinh khủng đến thế sợ là mục tiêu cũng có thể chôn vùi ta đây chính là bảo vật không gian lúc trước gia từng ma đồ dung hợp sao la hầu ma tổ trợn tròn mắt trong lòng không kìm được sự khiếp sợ ánh mắt hắn nhìn lung tung khắp nơi như người mới vào đại quang viên cái gì cũng thấy mới mẻ cái gì cũng thấy khủng bố ma lệ ngẩng đầu cũng cảm nhận được sự khủng bố của không gian chi tâm sắc mặt vô cùng khó coi hừ không phải chỉ là một kiện không gian chí bảo mà thôi có gì đặc biệt đâu nhưng hắn chưa dứt lời la hầu ma tổ đột nhiên lại kinh hô tiểu tử ma lệ ngươi có cảm giác được không từ sau khi tiến vào tiểu thế giới này khí tức của chúng ta vậy mà mơ hồ tăng lên lại còn có loại cảm giác châu viên ngọc mượt la hầu ma tổ cẩn thận cảm giác còn ngươi suýt nổ tung ma lệ ngươi nhanh cảm giác thật kỹ xem ngươi có cảm giác được không trong khí tức thiên đạo của tiểu thế giới này chẳng những có khí tức của dương gian mà còn có khí tức quy tắc của minh giới mẹ ta ơi tên từng trần này là dung hợp quy tắc dương gian và quy tắc minh giới sao hắn từ đâu có được nhiều quy tắc đại đạo khủng bố như vậy la hầu ma tổ run rẩy nói âm dương kết hợp đại đạo quy nhất đây chính là thủ đoạn trong truyền thuyết khó trách quy tắc đại đạo của tiểu thế giới này khủng bố như vậy bản tổ có cảm giác nếu có thể ở chỗ này tu luyện tốc độ bản tổ tấn cấp tuyệt đối có thể tăng lên không chỉ mấy lần ngươi có thể đừng cả kinh bất chợt được không ma lệ cả giận nói ma lệ sắc mặt ngươi sao lại khó coi vậy thân thể không thoải mái sao hay là trước đó bị ngũ nhạc minh đế gây thương tích không đến mức như vậy chứ thương thế này mặc dù nghiêm trọng nhưng chưa đến mức làm ngươi suy sụp đâu la hầu ma tổ nghi ngờ hỏi ma lệ đột nhiên cảm thấy trong lòng rất mệt mỏi lúc này hắn nhìn thế giới hỗn độn bố phía trong lòng hiện lên vô tận đắng chát tuy từng trần cũng không mở ra toàn bộ quyền hạn cho hắn nhưng hắn vẫn dễ dàng cảm nhận được sự khủng bố của thế giới hỗn độn này thì ra chỗ dựa của từng ma đồ này không chỉ là u minh đại đế mà còn có những trọng bảo như vậy trong lòng ma lệ không kìm được chua sót dựa vào cái gì giữa người với người sao lại chênh lệch lớn đến thế chỗ dựa của từng trần là u minh đại đế còn hắn thì sao trong cơ thể chỉ có mỗi la hầu ma tổ một hỗn độn thần ma phế bỏ hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phía chân trời nhật nguyệt xoay chuyển còn có một viên đá không gian bảy màu treo lơ lửng tản ra lực lượng không gian khủng bố lực lượng này chỉ cần một tia cũng có thể nghiền nát hắn ngoài ra trong thiên địa này lưu chuyển từng đạo quy tắc thiên địa khủng bố quy tắc thiên địa này dung hợp sức mạnh minh giới cùng dương gian tạo thành một thiên địa đại đạo khiến hắn đều tâm tư nơi sâu trong thế giới xa xa mơ hồ còn có từng luồng lực lượng cường đại tản ra đồng thời xa xa lưu quan bảy màu nở rộ có xà ảnh nguy nga xoay quanh đó là bóng người của thủy mị đại đế hắn không tự chủ được nắm chặt nắm đấm trong im lặng dựa vào ngoại vật tính là hảo hán gì ta ma lệ không cần dựa vào ngoại vật ma lệ im lặng cắn răng đồng thời trong lòng lẩm bẩm nếu ma lệ ta có được nhiều bảo vật như vậy làm sao có thể bị từng ma đồ kia áp chế đã sớm vượt qua hắn không biết bao nhiêu lần rồi ma lệ không ngừng tự nhủ với mình nhưng không hiểu sao trong lòng hắn vẫn có nỗi chua xót không ngừng trào lên trong lúc ma lệ đang đắng lòng U Minh Đại Đế vẫn đang trò chuyện với Tần Trần, hắn ngập ngừng nói: Tần Trần, nhưng ngươi cũng không thể quá chủ quan. Thập Điện Diêm Đế cùng Ngũ Nhạc Minh Đế kia hôm nay mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng với thực lực của bọn họ nhất định có thể phát hiện một số dấu vết để lại. Hiện tại việc cấp bách của ngươi là trước tiên rời khỏi nơi này, sau đó cách càng xa nơi này càng tốt. Tần Trần tất nhiên biết điều này, hắn phải thừa dịp Thập Điện Diêm Đế bọn họ chưa bắt đầu tìm kiếm để mau chóng rời khỏi mảnh thiên địa này. Thân hình Tần Trần trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hư vô, không ngừng xuyên qua trong hư không loạn lưu. Trong quá trình di chuyển, Tần Trần không đi theo một hướng cố định mà là dọc theo hướng đi cùng khe hở hư không loạn lưu trôi theo dòng nước trong tình huống này dấu vết hắn để lại trong hư không loạn lưu sẽ nhỏ nhất rất nhiều khí tức sẽ bị hư không loạn lưu che giấu cho dù thập điện diêm đế tìm tới cũng không dễ dàng phát hiện phương hướng hắn rời đi tuy nhiên cách bay lượng này cũng có một khuyết điểm là không thể kiểm soát phương hướng không thể xác định địa điểm muốn đến nhưng vào lúc này vì an toàn từng trần cũng chỉ có thể làm như vậy ngay khi từng trần nhanh chóng rời đi trong tử hải sắc mặt thập điện diêm đế và ngũ nhạc minh đế xanh mét họ nhìn thạch hoang đại đế không ngừng gào khóc sắc mặt âm trầm như thể nhỏ ra nước câm miệng thập điện diêm đế lạnh giọng quát thế nào thập điện diêm đế ngươi muốn giết ta còn không cho ta than khóc sao thạch hoàng đại đế hóa thân thành một viên minh thạch tức giận nói ta nói cho ngươi biết bản đế chính là thái cổ minh thạch biến thành ngươi giết ta dễ dàng nhưng ngăn không được miệng thiên hạ không ngăn được lòng chính nghĩa của tất cả các đại đế có gan thì giết ta đi để lão tử tự bảo cho ngươi xem thạch hoàng đại đế bày ra dáng vẻ liều mình mẹ nó tên thạch hoàng đại đế này quả thực chính là tảng đá trong hầm vừa hôi vừa cứng thập điện diêm đế tức giận đến mức sắp nổ tung tuy nhiên lời nói của thạch hoang đại đế đã khiến đông đảo đại đế chú ý và chất vấn thập điện diêm đế cùng ngũ nhạc minh đế có thực lực vượt xa bọn họ hôm nay có thể giết thạch hoang đại đế ngày mai cũng có thể giết bọn họ đây chính là mối quan hệ môi hở răng lạnh chư vị bản đế không phải vô cớ động thủ với hắn thập điện diêm đế hít sâu một hơi lạnh giọng nói mà là tử hải này phát sinh dị động sau khi ta đến đây nơi này đã không còn một bóng người thậm chí ngay cả cửu minh cấm không đại trận năm đó chúng ta bày xuống cũng đã biến mất không thấy gì nữa hơn nữa phân thân hình chiếu của hai người chúng ta cũng bị người chém giết ở đây việc này rất có khả năng có quan hệ với thạch hoang đại đế này theo tính tình trước kia của hắn đã sớm đánh chết thạch hoang đại đế này rồi nhưng đại đế ở tử hải chú ý quá nhiều thạch hoang đại đế kêu gào một tiếng đã hấp dẫn ánh mắt của nhiều đại đế khiến hắn sợ ném chuột vỡ bình cái gì dị động tử hải đại trận cửu minh cấm không biến mất ngay cả thập điện diêm đế cùng hình chiếu phân thân của ngũ nhạc minh đế đều bị người chém giết ai đã làm việc này lời nói của thập điện diêm đế lập tức khiến rất nhiều đại đế khiếp sợ thạch Hoang đại đế nghe vậy lập tức nổi giận mắng thập điện diêm đế ngươi đừng có đổ tội lên đầu bản đế hình chiếu của bản đế cũng bị thủy mị đại đế từ trong tử hải chạy thoát ra ngoài giết chết bản thể của ta cũng vừa mới chạy tới đây tìm hiểu chân tướng mà thôi việc này rất nhiều quỷ tu ven đường đều cảm nhận được các ngươi phân thân vẫn lạc thì có quan hệ gì với bản đế thủy mị đại đế người này vẫn còn sống và thoát khỏi tử hải lồng giam sao lời vừa nói ra lập tức gây chấn động như vạn tần sóng lớn đây là một cái tên cổ xưa biết bao thậm chí rất nhiều người đều đã quên mất một đại đế như vậy thời viễn cổ không lâu sau khi tử hải lồng giam xuất hiện thủy mị đại đế đã cùng rất nhiều tù phạm tiến vào tử hải ức vạn năm không hề có tin tức gì rất nhiều người đều cho rằng nàng đã chết, nhưng ai ngờ, nàng vẫn còn sống và thoát ra được. Chẳng lẽ thủy mị đại đế kia đã nhận được chí bảo trong tử hải? Thạch Hoang, chuyện này rốt cuộc là thế nào?" Có đại đế lo lắng hỏi. Lúc này, Thạch Hoang đại đế kể lại những gì mình biết, dù sao cũng có Thập Điện Diêm Đế và Ngũ Nhạc Minh Đế ở đây, những lợi ích của nơi này hắn căn bản không thể độc chiếm. Mà khi nghe xong mấy lời này của Thạch Hoang đại đế, thì rất nhiều đại đế ở đây đều hít vào một hơi lạnh, ngưng giọng nói. "Nói như vậy, là thủy mị đại đế đã khống chế cửu minh cấm không đại trận, tiêu diệt phân thân của ngươi và Thập Điện Diêm Đế, diệt sát tất cả mọi người ở đây." nhưng điều này sao có thể thủy mị đại đế tuy mạnh nhưng dù sao thập điện diêm đế cùng phân thân hình chiếu của ngũ nhạc minh đế cũng đã hàng lâm ba vị đại đế chiếu ảnh thêm vào đó là vô số thuộc hạ dưới trướng cùng với cửu minh cấm không đại trận này vậy mà vẫn không thể ngăn cản được thủy mị đại đế điều đáng nói nhất là đối phương lại có thể làm được tất cả những điều này một cách vô thanh vô tức làm sao mọi người không sợ hãi cho được thủy mị đại đế này chắc chắn đã nhận được báu vật từ trong tử hải trong lòng nhiều vị đại đế chấn động khi nhìn về phía thập điện diêm đế và ngũ nhạc minh đế nếu không làm sao có thể làm được tất cả những chuyện này Thạch Hoang Đại Đế lúc trước đã nói rằng hình chiếu của mình rất nhanh đã bị trấn áp, nhưng với thực lực của Thập Điện Diêm Đế và Ngũ Nhạc Minh Đế, tất nhiên phải mạnh hơn Thạch Hoang Đại Đế rất nhiều. Lúc này, các đại đế không nhịn được đều lên tiếng hỏi. Sự tình liên quan đến bí mật của Tử Hải, không ai có thể khẳng định được. Thập Điện Diêm Đế căm tức nhìn Thạch Hoang Đại Đế, tên đáng ghét này, khi nào tìm được nơi vắng vẻ, ta sẽ tiêu diệt hắn, luyện thành một kiện chí bảo để trấn áp dưới đáy hầm tranh, chỉ có như vậy mới giải được mối hận trong lòng bản đế. Ánh mắt Thập Điện Diêm Đế lạnh như băng, trong lòng tức giận vô cùng, việc này càng nhiều người biết thì càng khó xử lý thạch hoang đại đế bị ánh mắt của thập điện diêm đế nhìn chằm chằm trong lòng run rẩy hắn biết mình đã bị ghi hận nhưng không còn cách nào khác mẹ nó cùng lắm thì ông đây liều mạng với các ngươi trong lòng hắn tức giận thầm nghĩ được rồi thập điện mũ nhạc minh đế lên tiếng xem ra việc này hoàn toàn không liên quan đến thạch hoang đại đế việc cấp bách trước mắt là phải mau chóng điều tra ra hướng đi của thủy mị đại đế nàng rời khỏi nơi đây chắc chưa được bao lâu lúc trước mũ nhạc minh đế đã cẩn thận dò xét và phát hiện thạch hoang đại đế không nói dối trong quá trình bản thể đối phương chạy tới đây quả thật đã kinh động rất nhiều quỷ tu căn cứ theo thời gian tính toán đối phương chỉ đến trước bọn họ một lát mà thôi. như vậy thì mọi chuyện đến đây đã rõ. quả thật không liên quan gì đến người này. Mũ nhạc minh đế nói với vẻ mặt khó chịu. thật đáng tiếc đã lãng phí nhiều thời gian với hắn như vậy. mệnh thuật sinh tử trắc. Mũ nhạc minh đế quát lên, đưa tay kết ứng. lập tức một lực lượng đại đạo đáng sợ trùng thiên trước mắt hiện lên vô số nhân quả luân hồi, sinh tử biến hóa. đó là vô số lực lượng nhân quả có liên quan đến hắn. hình ảnh phân thân của hắn bị người chém giết tất nhiên sẽ lưu lại một tia lực lượng nhân quả. dựa vào tia lực lượng này, hắn có thể thăm dò được thông tin về đối phương, tìm ra nơi ở của họ. Ngũ nhạc minh đế bấm ngón tay không ngừng phân tích nhân quả chi lực trước mắt mơ hồ trong đó có một sợi tơ vô hình hiện ra trước mắt hắn đột nhiên như cảm nhận được điều gì đó đồng tử của ngũ nhạc minh đế co rút lại sắc mặt biến đổi bởi vì khi hắn suy tính về thời điểm hình ảnh phân thân vẫn lạc nhân quả trong khí tức của vận mệnh và nhân quả hắn lại cảm nhận được một tiêu lực lượng gút mắt cực sâu với mình một bên thập điện diêm đế cũng đang bóp tay quyết suy tính điều gì đó bỗng nhiên biến sắc khi cảm nhận được điều tương tự có một cổ lực lượng cường đại từng có liên lụy với chúng ta đã xuất hiện ở đây thập điện diêm đế chấn động trong lòng hơn nữa cổ lực lượng này cực kỳ kinh khủng lấy thực lực của thủy mị đại đế và chúng ta không thể có gút mắt lớn như vậy được thủy mị đại đế mặc dù là viễn cổ đại đế nhưng thật ra giữa họ cũng không có quá nhiều gút mắt trong vận mệnh của đối phương không thể có gút mắt sâu đến vậy với bọn họ là ai mũi nhạc minh đế đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hư không không gian chi lực như vậy đối phương hẳn là trốn vào hư không rời đi mũi nhạc minh đế lập tức bước ra một bước sẽ rách hư không rồi trốn vào trong đó thập điện diêm đế và thạch hoang đại đế cũng theo sát phía sau thập điện ngươi tìm phương hướng đối phương rời đi ta sẽ suy tính thân phận người này đại minh thiên dịch thuật mũi nhạc minh đế quát lên từng đạo phù văn đen nhánh đáng sợ xuất hiện quanh người hắn trước mắt một mảnh mê vụ mơ hồ hiện lên trong đó có cảnh tượng quỷ dị phun trào giờ phút này trong hư không loạn lưu u minh đại đế như cảm nhận được điều gì đó sắc mặt bỗng biến đổi một cổ vận mệnh chi lực như sắp giáng lâm thế giới hỗn độn không tốt tiểu tử từng trần u minh đại đế nói hai tên kia đang thôi toán sự tồn tại của ta mượn không gian của ngươi dùng một lát u minh đại đế lập tức hóa thành một bản nguyên đen kịch tiến vào trong cổ võ tháp rồi đi tới bên cạnh không gian chi tâm để không gian chi lực khủng bố bao phủ lấy mình từng trần cũng mơ hồ cảm nhận được một cổ lực lượng tương tự năng lượng vận mệnh ánh mắt từng trần lóe lên không ngờ ngũ nhạc minh đế và thập điện diêm đế lại còn có thủ đoạn như vậy nhưng cũng đúng với thực lực của hai người đó việc thông qua nhân quả để suy tính sự tồn tại của kẻ địch cũng không phải việc khó may mà ta đã sớm có chuẩn bị từng trần không hề hoảng hốt hắn trực tiếp tiến vào thế giới hỗn độn để nó hóa thành giới hạn rồi trong nháy mắt tiến vào một vết nước không gian bên cạnh chạy xuôi theo dòng nước trong hư không loạn lưu sau khi tiến vào thế giới hỗn độn chính hắn đã trực tiếp thôi động không gian chi tâm một cổ không gian chi lực cường đại trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thế giới hỗn độn lực lượng nhân quả kia sau khi tiếp xúc với không gian chi tâm lập tức mất đi mục tiêu trở thành vô căn cứ phía dưới ma lệ tận mắt nhìn thấy hết thảy không khỏi hít vào một hơi lạnh năng lượng nhân quả vận mệnh mặt hắn lộ vẻ đáng trách ước cực đại đế quả nhiên khủng bố mình vẫn quá ngây thơ nếu lúc trước không cơ trí tiến vào tiểu thế giới của từng trần với tu vi của hắn chắc không có cách nào tránh thoát việc ngũ nhặt minh đế giờ xét lúc này đã sớm bị phát hiện bỗng ma lệ ngẩng đầu nghi hoặc nhìn từng trần từng ma đồ đang làm gì vậy chỉ thấy từng trần đang dung hợp không gian tránh thoát vận mệnh chi lực của ngũ nhạc minh đế hắn không để nó tùy ý tiêu tán mà đột nhiên triệu hồi ra một tòa cung điện phong cách cổ xưa toàn thân tòa cung điện này đen kịch tỏa ra từng tia khí tức màu đen quỷ dị ma lệ chỉ nhìn qua một chút tâm thần đã như bị đại điện này dẫn dắt hoàn toàn muốn tìm luân trong đó trong lòng ma lệ kinh hãi đại điện này tuy nhìn không có gì đặc biệt nhưng không hiểu sao hắn như cảm thấy mình đang ở trong một thâm uyên đen kịch căn bản không thấy một tia sáng vật này tuyệt đối có điều quỷ dị trong lòng hắn khiếp sợ chưa nguôi thì đã thấy từng trần lặng lẽ thôi động tòa đại điện vù một tiếng từ trong đó đột nhiên tán phát ra một tia khí tức hắc ám bí ẩn cổ khí tức này vừa xuất hiện ma lệ lại có cảm giác toàn thân run rẩy khó tả ma lệ trừng lớn mắt nhìn một tia khí tức hắc ám bí ẩn này dưới sự thúc giục của từng trần lặng lẽ chạm vào vận mệnh nhân quả chi lực của ngũ nhạc minh đế như nước sôi đổ vào chảo dầu hai cổ lực lượng chợt va chạm tia vận mệnh nhân quả lực của ngũ nhạc minh đế trong nháy mắt phát ra tiếng gào thét vô hình kinh hoàng rồi ầm ầm nổ tung tan thành mây khói trong khi đó hắc ám chi lực quỷ dị kia trở về trong đại điện cổ xưa dưới sự khống chế của từng trần đây là lực lượng gì ma lệ rùng mình toàn thân nổi da gà ngay cả vận mệnh nhân quả chi lực của tứ cực đại đế cũng không chống đỡ nổi bị hủy diệt trong nháy mắt lực lượng của tứ cực đại đế đã là lực lượng cao nhất trong vũ trụ này nhưng tia hắc ám lực lượng kia còn khủng bố hơn không hiểu sao huyết dịch toàn thân ma lệ đều sôi trào lên cổ lực lượng kia khiến hắn có một sự khát khao vô cùng muốn dung hợp với nó trên chân trời từng trần xuất hiện cảm nhận được dị động trong cơ thể ma lệ phía dưới không khỏi chăm chú nhìn lại ma lệ này lại có thể cộng hưởng với lực lượng thâm uyên từng trần nhíu mày thật cổ quái lực lượng thâm uyên cực kỳ khủng bố ngay cả hắn cũng phải dùng lực lượng lôi đình mới trấn áp được trong tất cả mọi người chỉ có phương mộ lăng truyền thừa từ thập kiếp biển dường như có thể cùng tồn tại với lực lượng thâm uyên nhưng ma lệ này cũng có thể cộng hưởng với nó nếu không phải mình và ma lệ đều từ thiên võ đại lục đi ra tân trần cũng phải hoài nghi ma lệ có quan hệ gì với thâm uyên hẳn chỉ là trùng hợp tân trần nghĩ ma lệ này có được huyết mạch ma vương lại là nhân tộc và ma tộc cùng dựng dục chấp trưởng hắc ám chi lực nên cùng thâm uyên có trình độ phù hợp mà thôi tiểu tử tần trần người cũng quá nham hiểm u minh đại đế bỗng xuất hiện cười nhạt lại dùng lực lượng thâm uyên đi quấy nhiễu vận mệnh nhân quả chi lực của bọn ngũ nhạc minh đế lần này bọn họ có thể gặp xui xẻo rồi tần trần mỉm cười thờ ơ trên người hắn sức mạnh có thể quấy nhiễu nhân quả số mệnh của ngũ nhạc minh đế không nhiều như lôi đình chi lực cũng làm được nhưng một chút không cẩn thận rất dễ bị đối phương suy tính ra điều gì đó vì vậy tần trần mới phải thúc giục lực lượng thâm uyên kia sau khi xua tan lực lượng nhân quả của đối phương tần trần tiếp tục ở lại trong thế giới hỗn độn rồi theo dòng nước biến mất trong hư không mênh mông hắn đã quyết định phải đợi sau khi rời xa tử hải mới trở về minh giới giờ phút này tại hư không tử hải toàn thân ngũ nhạc minh đế bắt đầu khởi động lực lượng nhân quả kinh người lực lượng kinh khủng lan tràn ra bốn phương tám hướng đột nhiên ngũ nhạc minh đế đang tính toán bổn bí sắc một khắc sau hắn phun ra một ngụm minh huyết sắc mặt trở nên trắng bệch ngũ nhạc minh đế ngươi làm sao vậy thập điện diêm đế đang cẩn thận quan sát hư không loạn lưu chợt xoay người nghi hoặc nhìn về phía đồng bạn thâm uyên là lực lượng của thâm uyên ngũ nhạc minh đế kinh hãi thốt lên trong đồng tử tràn đầy vẻ sợ hãi một bên thập điện diêm đế cùng thạch hoang đại đế đều lộ rõ vẻ khiếp sợ trên gương mặt thâm uyên vốn là kẻ thù của toàn bộ vũ trụ hải đó là một trong những tồn tại tà ác khủng bố nhất trên đời có thể nói chỉ cần nhắc tới thâm uyên toàn bộ vũ trụ hải đều phải biến sắc lực lượng thâm uyên ngươi có nhìn lầm không thập điện diêm đế biến sắc hỏi trong minh giới này làm sao có thể có thâm uyên tồn tại để ta xem thử đôi mắt của thập điện diêm đế đột nhiên mở to trong phút chốc một đôi đồng tử kỳ lạ hiện lên sâu trong mắt dưới trọng đồng của hắn trong thiên địa không có chỗ nào có thể ẩn náu một giải trường hà vận mệnh đen kịch hiển hiện diễn hóa ra năm điểm phía trước cổ lực lượng thần bí mà ngũ nhạc minh đế vừa tiếp xúc kia là một cổ lực lượng đen tối vô cùng thâm trầm và âm lãnh nó từ từ tiêu tán trong vận mệnh phản phất như chưa từng xuất hiện thâm uyên thật sự là lực lượng của thâm uyên thập điện diêm đế đồng tử khẽ biến với thân phận và thực lực của hắn làm sao có thể nhận sai lực lượng thâm uyên được hắn cố gắng mở to mắt kiệt lực muốn nhìn rõ nguồn gốc lực lượng thâm uyên nhưng lực lượng thâm uyên quá mức khủng bố dù hắn nhìn thế nào vận mệnh trường hà trước mắt vẫn mịt mờ như sương, không cách nào nhìn thấu bản đế không tin lực lượng thâm uyên này sẽ lăng không xuất hiện để bản đế xem kẻ nào dám xông vào minh giới của ta thập điện diêm đế nổi giận gầm lên bản nguyên đại đế trong thân thể hắn trực tiếp tái hiện một lực lượng sinh tử vô cùng đáng sợ hàng lâm trong phút chốc bầu trời nơi thập điện diêm đế đứng chợt trở nên đen kịch tới cực điểm khí tử vong như đại dương trút xuống gió đen gào thét quỷ khóc thần gào hư không trong phạm vi ngàn vạn dặm như có tử thần giáng lâm khắp nơi đều là âm khí u ám trên người thập điện diêm đế từng đạo phù văn quỷ dị xuất hiện rồi hội tụ trên đôi mắt của hắn chỗ mi tâm thập điện diêm đế đột nhiên mở ra một con mắt đồng đen kịch một đạo đồng quang đáng sợ nở rộ ở chỗ sâu trong con mắt kia phản phất có thể nhìn thấy xâm la địa ngục nhìn thấy quỷ mị hoành hành đồng quan kinh khủng nở rộ sương mù trên trường hà vận mệnh đen kịch kia dần dần trở nên rõ ràng một sợi lực lượng thâm uyên sắp tiêu tán bị thập điện diêm đế bắt lại lực lượng vận mệnh hung hăng rót vào trong đó tìm được ngươi rồi thập điện diêm đế gầm lên diêm thần chi nhãn lập tức thôi động đến cực hạn từng mắt các gao nhìn chăm chú sau một khắc thập điện diêm đế liền nhìn thấy thâm uyên đen kịt hiện ra trước mắt trong thâm uyên một đôi mắt băng lãnh chậm rãi mở ra chạm vào đồng quan của thập điện diêm đế là ai dám đến quấy nhiễu ta từ đôi mắt lạnh như băng tỏa ra một đạo khí tức khủng bố thập điện diêm đế trong nháy mắt phản phất thấy được vô số cảnh đổ nát thê lương vô số tử vong ra đời vô số mục nát khô héo vô số thiên tai nhân họa thập điện diêm đế kinh hãi một cổ khí tức thâm uyên kinh khủng từ chỗ sâu trong vực thẳm lạnh như băng đột nhiên nổ bắn ra trong nháy mắt va chạm với lực lượng diêm thần chi nhãn chỉ trong nháy mắt diêm thần chi nhãn của thập điện diêm đế bị phá hủy thập điện diêm đế hét thảm một tiếng diêm thần chi nhãn đột nhiên khép lại oanh một tiếng trên bầu trời vô tận dị tượng biến mất thập điện diêm đế như bị trọng kích lùi lại mấy bước hắn dừng lại hư không phía sau lưng trực tiếp, tiếp vỡ nát thành hư vô đồng thời từ mi tâm chảy ra một tia máu tươi đen kịch nhìn thấy mà giật mình đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi cảm ơn mọi người đã xem hết video nếu thấy hay mọi người nhớ cho mình một like một đăng ký kênh và đừng quên để lại comment góp ý của mọi người nha